Quý vị thân mến, đây là cây vải tổ, cây vải lâu đời nhất tại Việt Nam, với gốc cây cổ thụ và rất nhiều nhánh to. Bác ơi, cây vải này được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cây này là hơn 200 tuổi các bạn. Wow. Ông cụ nội Hoàng Văn Cơm, cụ tổ nhà chú coi là trồng cho bạn. Cụ cảm thấy cái này cái giống ngon, từ đó đi cụ chiết nay giống ra cho cả cái vùng huyện Thanh Hà trồng. Thưa quý vị, như vậy là với cây vải quý đầu tiên này thì người dân nơi đây đã nhân giống và trồng rộng rãi tại vùng đất Thanh Hà. Và tôi đang rất tò mò muốn đi tìm hiểu xem các thế hệ sau của cây vải tổ này được chăm sóc như thế nào. Vải thiều Thanh Hà, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương, nơi phân bố chủ yếu tại các xã Thanh Sơn, Thanh Khê, huyện Thanh Hà với diện tích khoảng 2.975 ha. Vải ở đây rất là ngon, rất là ngọt. Vậy thì không biết điều gì đã tạo nên được quả vải như vậy anh nhỉ? Quả vải Thanh Hà nó phù hợp với lại cái chất đất này nên là cái quả vải mã thì cũng đẹp. Thế rồi là cái chất lượng thì thơm ngon, ngọt và giòn. Em thấy ở hai bên của một hàng vải thì họ sẽ đào một kênh mương để chứa nước để tưới cho cây. Và nguồn nước thì rất là trong. Không biết là mình sẽ lấy nguồn nước từ đâu ạ? Nguồn nước này thì chủ yếu là nguồn nước mặt và nguồn nước thủy triều của sông Hương. Nước ra và nước vào thường xuyên được thay chua rửa mặn và được vệ sinh, vớt hết đầu tây và cỏ dại. Thì để đảm bảo cái nguồn nước là đảm bảo vệ sinh. Đấy, em thấy rất là nhiều cua và cá kìa. Đây, cua, cá, bò này. Ốc rất là nhiều vì nguồn nước nó sạch nên các cái thủy sản mới sống được ở dưới. Vâng. Vậy thì là ngay sau khi thu hoạch xong mình sẽ tiến hành tỉa cành, tỉa lá hả chú? Bấm để cho nó tròn đi là một này, hai nữa để cho ra lượt lộc mới. Một chu kỳ một cây vải trong một năm thì nó ra là hai lượt lộc. Phân này mình sẽ ủ trực tiếp tại vườn luôn để khi mình bón sẽ dễ dàng hơn. Ở nông thôn nhà mình này đa số là nuôi con lợn, con gà thì lấy cái phân đấy là chủ yếu. Cái trường hợp là ủ phân xanh cũng có. Cái này nó làm cho xốp đất là một này, con giun, con dế nó bò nó ăn ở dưới này, đâm rễ nó hấp thụ này. Thế mà tưới nước một cái là nó ngấm ngay này. Thưa quý vị, không quá khó để bắt gặp những chùm vải sai chiếu cành như thế này tại Thanh Hà. Những quả vải chưa chín hẳn, mới chỉ lác đác một vài quả chín thôi, thế nhưng mà tôi thấy rất là thơm. Vải ăn rất thơm, mọng nước và chắc chắn là rất ngọt. Quả là xứng danh vải Thanh Hà. Sản lượng đạt khoảng 13.000 tấn trên một năm. Thị trường tiêu thụ: Hải Dương, Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai,